bỏ rồi như này sao đấy. Thì do một cái chiều dày của cái hạt dừa, thì bỏ qua cái chiều dày của cái hạt dừa, thì một chiều của nó là 3 ly. Đo như này thì nó không được chính xác lắm. Nó sẽ có một chiều mỏng, một chiều dày. Một chiều là 30.